Chào mừng em đã đến với kênh sửa xe máy của mình. Video hôm nay thì mình xin hướng dẫn sử dụng cái bộ vam cạo giật bi để anh em cạo giật cái bi bánh trong cái bánh xe của xe Attila anh em nhé. Cái bộ vam cạo giật bi nhà mình này là bộ này là bộ bộ chất lượng. Thì là cái bộ này thì anh em giật bi lát này, bi âm này, rồi là bạc lốc nồi xe ga này. Có nghĩa là anh em giật được tất cả cái dòng bi âm trong cái xe máy anh em nhé. Và ngoài ra anh em còn giật được cả trong những cái bánh xe này anh em ạ. Thì một số cái dòng xe bánh xe thì anh em đóng theo kiểu truyền thống thì nó một số dòng xe nó rất là dễ ra, nhưng cũng một số dòng xe nó rất là khó ra anh em nhé, nó rất là khó ra. Thì là cái bộ cạo giật bi này thì nó giật được cả mấy bi bánh xe, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn đến cho anh em. Thì việc đầu tiên thì là chỉ cần tất cả cái bộ giật bi loại đặc biệt, loại này là loại chất lượng nhà mình. Nhà mình đang còn một cái loại đặc biệt nữa. Thì cái loại đặc biệt tiện CNC nó rất chi là đắt anh em nhé, rất đắt. Còn cái bộ này là bộ chất lượng thôi, bộ này mới là bộ chất lượng. Nhà mình có hai bộ. Thì cái bộ đặc biệt thì hôm nay nhà mình đang hết hàng, mình chưa quảng cáo cho anh em xem được. Còn bộ này là bộ đặc biệt, bộ này là bộ chất lượng. Thì cái bộ chất lượng này thì anh em xài cũng là ok lắm rồi. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em giật cái vòng bi, thay cái bi cái bạc đạn này ra. Anh em miền Nam gọi là bạc đạn, miền Bắc gọi là vòng bi. Thì mình sẽ chỉ cho anh em xem là cái bộ nhà mình gồm có bao nhiêu chi tiết anh em nhé. 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vào con ốc này là 9, 9 chi tiết. Thì việc đầu tiên là anh em chỉ cần có cái những cái đầu mà để giật ra, chỉ cần là 1, 2, 3, 4, 5. 5 đầu thôi là anh em giật tất cả các loại bi trong cái xe máy rồi anh em ạ. Anh em lựa chọn một cái đầu nào nó phù hợp, nó vừa với cái vòng bi của anh em này. Mình lấy cái đầu này. Đây, anh em thấy như thế này là phù hợp rồi. Đấy. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình dùng cái đầu này để mình vặn vào đây. Mình vặn vào đây để cho nhằm mục đích nó nở ra anh em ạ. Đây, em ơi, vô cầm quay video cho anh cái. Đây đây, cầm như thế này. À, cầm như thế nào được. Đây đây đây. Đây cầm nguyên như thế này. Rồi, để nguyên đó, cầm nó hai bên. Đừng che một. Đừng có bấm vào nút, đây có nút. Rồi. Quay vào đây nhá, lúc nào cũng phải nhìn vào màn hình. Anh em dùng hai cái cà lê 10. Anh em dùng hai cái cà lê 10 này. Anh em vặn thật chắc lại. Anh em lưu ý là phải dặn vặn thật chắc. Nếu anh em vặn mà lỏng là lúc giật là nó sẽ ảnh hưởng đến cái bộ cạo giật của mình, nó sẽ không bền. Nói chung là của tốt thì tại người thôi. Anh em biết cái cách dùng nó chuẩn thì anh em xài nó bền, còn anh em về anh em không biết xài thì vặn nó không đúng kỹ thuật thì nó sẽ nhanh hỏng. Đây anh em vặn cho thật cứng tay vào. Thật cứng tay vào anh em nhá. Anh em vặn thật cứng tay vào. Rồi, bay lên đây. Xong anh em cái quả này là gọi là quả giật này anh em này. Quả giật thì anh em sẽ cho vào cái thanh này. Cái đầu gen này anh em có thể giật là anh em giật được cái gọi là cái trong cái cò của xe Sirius anh em nhá. Cái ác cò đấy, anh em giật được cả ác cò, là cái bộ này là bộ chất lượng, là anh em cái gen này là anh em vặn vào cái ác cò của xe Sirius của hãng Yamaha là anh em giật được. Còn đối với cái bộ mà bộ đặc biệt thì là không giật được đâu anh em nhé. Đây mình sẽ xoáy vào đây, mình xoáy cái gen này vào đây, quay ra xỉ ra tay cho rõ. Đây, anh em cứ xoáy vào, rồi anh em xoáy cũng muốn tạm vào đèn ốc này anh em tạm vào lại. Rồi bây giờ là anh em nhìn anh em này, quay cả cái thanh này thì... bây giờ anh em giật lên thế này cho nó lên thôi anh em nhé. Anh em cứ giật lên thôi. Thế này nó hơi bị chắc đấy anh em, giật xong anh em nhớ anh em lại siết lại anh em ạ. Vì anh em giật được vài ba cái nó lại lỏng ra. Cầm cái này cho chú, một tay cầm cái này cho chú. Anh em lại siết lại đi. Rồi anh em tự động lên giật. Như thế này thôi, nó đơn giản mà nó nhanh như thế đấy. Còn một số anh đóng theo kiểu truyền thống này, nó nở ra thì nó sẽ lúc anh em giật ra cho nó vướng lại và anh em giật được. Anh em thấy không, giật nó rất nhẹ nhàng đấy. Thì là anh em quan tâm những cái bộ vam cạo giật bi này, hàng hàng chất lượng này, thì anh em cứ gọi một cái số điện thoại mình đang để trên màn hình,
mình sẽ cung cấp cho anh em nhé. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu đến cho anh em một số các mặt hàng khác mà nhà mình đang kinh doanh nữa. Mời các anh em đón xem. Sau khi hướng dẫn cho các anh em sử dụng cái bộ giật bi trên cái vòng bi bánh xe thì nhà mình có một số các mặt hàng mình muốn chia sẻ đến cho anh em. Anh em nào mà cần thì cứ liên hệ với mình sẽ cung cấp. Thì một số anh em mà hay xem thì anh em cũng thấy những cái nhảy như thế này thì mình quay rất là nhiều rồi. Nhưng mà một số cái anh em mới xem hoặc anh em mới đăng ký kênh của mình thì anh em chưa biết, mình sẽ giới thiệu đến cho anh em. Còn anh em nào mà biết thì về qua những cái sản phẩm của mình rồi thì anh em bỏ qua cái video của mình anh em nhá. Thì đầu tiên mình giới thiệu đến cho anh em một cái bộ thiết bị máy vệ sinh kim phun buồng đốt anh em nhá. Máy này là máy hai vòi, gồm có một thân máy này và bốn cái hộp phụ kiện đây nữa. Thì các cái video mình đã có đầy đủ các video hướng dẫn cho anh em lắp ráp rồi. Máy này là máy vệ sinh kim phun buồng đốt. Máy rất là đẹp anh em nhá, máy được bảo hành đến 2 năm anh em nhá. Đây chính là máy vệ sinh kim phun buồng đốt này. Tiếp theo là mình muốn giới thiệu đến cho anh em một cái bộ sản phẩm. Đó chính là van, cái này là gọi là cảo vô lăng điện của dòng xe Yamaha anh em nhá. Cảo vô lăng điện này. Rất dày mà rất chắc mà rất đẹp anh em nhá. Rất bền mà rất đắt anh em nhá. Đây là chính là cái bộ van cảo vô lăng điện của xe Yamaha. Đây anh em có thể nhìn qua là em biết hàng như thế nào rồi. Đây, nó gồm đi theo là ba con ốc inox và ba con ốc bằng thép bằng ba con ốc inox này, và có hai cái đầu khẩu để chống vào cái trục cơ để bảo vệ cái gen đầu trục cơ anh em nhá. Đây chính là cái bộ van vô lăng điện của xe cảo vô lăng điện của xe Yamaha. Tiếp theo là đến bộ khẩu lồng. Ba khẩu lồng dành cho xe Honda, hàng tiện theo công nghệ CNC. Rất là đẹp, rất là bóng. Anh em có cái bộ sản phẩm này thì anh em ít có phải tháo nhựa. Hầu như anh em làm bắt phốt trên cái dòng xe ga thì anh em chỉ tháo một cái mặt nạ là anh em là làm được rồi. Đấy, sản phẩm này rất là đẹp. Sản phẩm này trên thị trường đã có sản phẩm nhái anh em nhé. Nó nhái thì anh em phải chú ý, anh em nhìn cái chất lượng và giá cả anh em nhé. Anh em phải tham khảo cả chất lượng và giá cả. Anh em thấy người ta bán rẻ hơn thì là anh em phải nghi ngờ đến cái hàng chất lượng rồi. Nhà mình thì bán giá vừa phải, bán giá phải chăng. Đấy nên là không bao giờ mà có giá thấp hơn nhà mình bán được. Mà anh em thấy cái giá thấp hơn thì anh em phải nghiên cứu. Vì nó có cái hàng nhái đây này. Nó có chữ là CSG đây, người ta cũng nhái được rồi. Anh em mình đã thấy hàng nhái rồi. Sắp tới đây mình sẽ mua vài cái bộ nhái về để mình so sánh cho anh em xem là cái hàng nhái nó như thế nào. Nhà mình thì dám khẳng định với anh em 100% là nhà mình bán hàng chính hãng anh em nhé. Hàng thật. Hàng này hàng thép đặc nguyên khối tiện công nghệ CNC. Đấy là bộ 3 khẩu lồng của xe Honda. Tiếp theo nữa là gồm có 2 khẩu lồng của xe Yamaha. Hàng này cũng là hàng công nghệ CNC luôn. Cũng rất bóng và rất đẹp luôn. Hàng này thì cái sản phẩm này là sản phẩm cải tiến anh em nhá. Cái sản phẩm đời cũ thì nó không có cái vành cái đai ở đây. Còn sản phẩm đời mới này thì nó có cái đai ở đây thì nó đắt hơn cái sản phẩm cũ 50.000 anh em nhá. Đây chính là hai khẩu lồng vặn cổ phốt của xe Yamaha, ít phải tháo nhựa anh em nhá. Tiếp theo nữa là mình muốn giới thiệu đến cho anh em một cái van vô lăng điện. Van vô lăng điện của dòng xe Hayate. Hayate này anh em nhìn thấy Hayate này và Attila FB anh em nhá. Đấy, đầu này là Hayate còn đầu này là Attila FB. Hàng này thì không có đầu khẩu trống đâu anh em nhá. Hàng thép đặc nguyên khối, cũng là tiện CNC. Tiếp theo nữa là đến cái van vô lăng điện của xe Piaggio Vespa anh em nhá. Nó gồm có V3 này và 2V. Đây, cái này thì hai cái van này, hai đầu này thì anh em cảo được khoảng độ 90% trên cái dòng xe Piaggio Vespa của hãng Piaggio này anh em nhá. Nó gồm có một cái đầu khẩu chống và bảo vệ trục cơ anh em nhá. Cái bộ bên này là của thằng Jalate này là không có, nhưng mà cái của thằng Piaggio này thì có cái đầu khẩu chống anh em nhá. Đó chính là bộ cái khẩu van vô lăng điện của Piaggio. Tiếp theo nữa đây đến cái phần bộ tiếp theo là bộ van vô lăng điện của dòng Way Trung Quốc và Way Honda. Anh em nhìn thấy bên đây là Way Trung Quốc, Way Honda, và cũng đi theo là một đầu khẩu anh em nhé. Tiếp theo nữa là đến cái bộ van vô lăng điện, cảo vô lăng điện của dòng Neo và AB. AB này thì anh em cảo được tất cả cái dòng xe ga của hãng Honda, ví dụ như là Vision, Leaf, SH, rồi là tất cả cái dòng xe ga của Honda, hoặc là 81 anh em cũng cảo được nhá. Còn cái bên Neo này thì anh em cảo được Neo hoặc là anh em cảo cái dòng xe US110. US110 thì có hai loại, một loại là cảo chung với lại Neo US110 đây, còn một loại sẽ cảo chung với Way Honda anh em nhá. Tiếp theo là đến cái bộ gọi là bộ vệ sinh vít tông phanh, có nghĩa là cái bộ này anh em đút vào cái vít tông phanh để anh em
con ốc này anh em vặn vào nó nở ra, nó kẹp chắc lấy cái bê tông. Để anh em dùng cái tê anh em, cái cà lê anh em bỏ đây anh em xoay để anh em vệ sinh, sau này anh em đấn vào, gọi là bộ xoáy bê tông phanh. Tiếp theo nữa là đến cái bộ bộ này là bộ đồng hồ đo áp suất bơm xăng anh em nhá. Đồng hồ này thì trên thị trường cũng có loại nhái anh em nhá. Cái hàng nhà mình là nó chuẩn như thế này, anh em nhìn cái tiêu này, hàng nhái là nó cái tiêu nó xấu hơn, nó giống khoảng độ 95% anh em nhá. Anh em chú ý các cái hàng nhái trên thị trường. Đây anh em nhìn cái tiêu nhà mình là nó dày dặn, nó chắc, cái đầu này nó đúc như thế này là một. Cái thứ hai là các cái tai để siết thì nó bằng cái này, nó đẹp chắc như thế này, tất cả bằng đồng thau hết anh em nhá, đồng hồ dầu. Anh em để ý những cái hàng nhái nó bán rất rẻ nhưng mà về xài không được bền thôi anh em ạ. Cái này là đồng hồ đo áp suất bằng xăng. Tiếp theo nó là đồng hồ đo áp suất bằng đốt. Đây cũng đầy đủ tất cả các đầu để anh em kết nối đầu ngắn đầu dài. Đồng hồ này đồng hồ khô. Đồng hồ này là đồng hồ đo áp suất bằng đốt. Đồng hồ đo áp suất bằng đốt. Đồng hồ này là đồng hồ bơm xăng và đồng hồ này là đo áp suất bằng đốt anh em nhá. Đấy, tiếp theo nó là đến cái máy test bình ắc quy anh em nhá. Máy test bình ắc quy này. Máy kiểm tra bình này. Đến mỏ hàn xung này anh em này. Mỏ hàn xung này là mỏ hàn xung thương hiệu nhà mình nhá. Đây mình có viết tắt cái chữ là DSXM này, có nghĩa là viết tắt cái chữ kênh dạy sửa xe máy đấy anh em ạ. Và số điện thoại Zalo nhà mình đây luôn. Đấy là cái mỏ hàn xung này, mỏ hàn xung đặc độc quyền bên nhà mình, thương hiệu nhà mình. Tiếp theo là đến cái bộ sạc ắc quy thông minh. Cái bộ ắc quy sạc ắc quy này thì bảo hành cho anh em 1 năm thoải mái. Đồ điện tử nhưng bảo hành cho anh em 1 năm. Nó có chống chức năng là đầy bình là tự ngắt này. Anh em cắm ngược cực cũng không vấn đề gì này, hoặc là bị chạm hai cái cực này chạm lại với nhau cũng không vấn đề gì hết anh em nhá. Gọi là bộ, và nó có chức năng là khử sun phát để bảo dưỡng bình anh em ạ. Gọi là bộ sạc bình ắc quy thông minh. Tiếp theo là đến cái bộ siêu súng siết bô lông của hãng Hitachi. Hitachi này là Hitachi nhái thôi anh em nhá. Súng này là súng nhái thôi, không phải hàng chính hãng đâu. Gồm có hai cục pin, một cục sạc, một thân máy, một cái dây đeo và một khẩu 22 anh em nhá. Hàng này là hàng nhái nhưng mà dùng nó rất là ok. Anh em thuận tiện trong cái việc tháo bánh xe, bánh trục ốc để chân, dàn để chân, rồi là ốc bánh trục trước, trục sau, rồi là ốc càng, anh em tháo rất là nhanh. Anh em không phải kéo dây giống như cái dùng súng bằng hơi. Còn ốc xe ga thì con ra được con không anh em nhá. Đấy thì nhà mình đang còn rất nhiều mà cái mặt hàng nữa. Ví dụ như máy đọc lỗi MST thì hôm nay đang bị hết hàng, mình không giới thiệu đến cho anh em được. Anh em cần cái sản phẩm nào thì cứ gọi cho mình. Tất cả cái sản phẩm nhà mình thì là được bảo hành dài hạn hết anh em nhé. Đấy, xin chào anh em.